Chi Dân nói gì trước tin đồn đang hẹn hò với diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc? Trong bài phỏng vấn mới đây, Chi Dân thẳng thắn đưa ra câu trả lời trước tin đồn là người thứ ba xen vào tình cảm giữa diễn viên Minh Luân và Ninh Dương Lan Ngọc. Lúc đó tôi đang ở Nhật và cũng có đọc phát ngôn của Minh Luân. Theo tôi biết, anh Lương xác nhận anh ấy và Lan Ngọc đã chia tay. Thời gian đó Ngọc buồn, thường đi chơi với tôi và ST. Nếu tôi có thương Lan Ngọc cũng đâu có sai, nhưng thực sự chúng tôi vẫn là bạn. Anh Lương hiểu nhầm, Chi Dân nói. Chi Dân cũng không quên khẳng định về mối quan hệ giữa anh và Lan Ngọc. Chúng tôi vẫn ở mức độ bạn bè. Thời gian này chúng tôi đã gặp nhau quá nhiều. Đôi khi cô ấy không có tài xế thì tôi chạy qua chở cô ấy đi quay. Nếu chiều về trời mưa không bắt xe được, tôi hay hỏi thăm Lan Ngọc. Nếu cô không đón xe được thì tôi sẽ chạy qua đón. Có thể tôi là xe ôm của Lan Ngọc cũng được. Sau khi chia tay Minh Luân được một thời gian, Lan Ngọc vướng phải tin đồn yêu nam ca sĩ Chi Dân. Cụ thể cả hai bắt gặp đi xem phim cùng nhau đến tận 3 giờ sáng. Thậm chí Chi Dân còn xác nhận đang sáng tác ca khúc mới tặng cho bạn gái trong showbiz. Trên trang cá nhân, diễn viên Minh Luân cũng bất ngờ chia sẻ dòng trạng thái ám chỉ người yêu cũ Lan Ngọc chia tay anh là do người thứ ba. Anh viết: "Thầm cảm ơn bài báo, nhờ vậy mới biết được đúng ngày hôm đó gọi không nghe máy và nhắn tin không trả lời. 3 giờ sáng lại gây lộn và chia tay." Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!